Mẹ nghe đấy. Ok. Sao cục mồm ra từ từ kiểu khiêu với. À mẹ nói là vẫn không lây mồm. Mẹ sợ trừ cái chỗ này em đào. Sau này mới tội. Mỗi ngày sau này không lành gì lắm. Nó bị mũ lành. Bị cả ngư. Mà ông vừa mới bị ảnh ở dưới. Như đi có bị ngứa mà. Ngứa chưa? Ngứa. Chị nghĩ chắc ngứa tại vì... Không, không gái là do bị chi ở tay. Còn cái mụn này vẫn sẽ bị ngứa. Nhưng nằm trong đấy ngứa. Chỉ có cục hai cục là gì nó ngứa. Sợ. Ok. Đào, chỗ anh đào. Cục mồm nó béo. Hơi đau nha. Nhìn thì không thấy gì. Nên đó. Hơi đau. Nó sẽ... Hồi đâu mà mới qua anh ghé không? Không, cũng cỡ đi thôi. Có mấy cục to hơn. Có nhiều quá kìa. Nặng khó thấy bớt á. Không phải bữa từ từ hơn kìa. Câu bị tiếng mồ hôi viêm cũng có nhiều người như đây mà do mình không mình ít biết hơn. Họ cũng biết mình ạ.
Đau hơn mà, đang chịu nặng trước giờ em chứ không xiên nặng cái mặt xong chịu nổi không cho nặng lần nặng đi. Nụm cô làm gì nặng thế này, chị thấy nặng mụn nặng dễ ra. Hôm nay hơi lì nha. Mày nói sao nè. Chị nhìn như biết lì luôn mà. Nhìn quen à, biết cục môi lì, biết cục môi dễ ra luôn. Cái cục mụn đi là bị không có lỗ. Bụng là ổng kêu chứ. Ăn rồi mà ăn đứa bé bị giờ dây đó. Uống nghệ chị sáng không đó. Mấy uống thường xuyên cho chị đi, bữa giờ mày đẹp luôn. Đẹp mà hết bệnh. Nó lại cái giường mẹ này. Ai đi? Cái anh mà không thích thì đeo bao tay á. Anh mua trời. Ủa là hay đi. Hai đứa thằng cô nhỏ không vậy tụi mày? Luôn lên. Thằng là ai làm được, con thằng là phải chỉ lo làm mà đeo đường có đeo bao tay. Thôi. Tao nhớ luôn. Sao thì đẹp? Được. Hay mang mày kiểu quần đuôi ngắn 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 đây nè. Đẹp đẹp quá à. Không được. Thôi thế. Thế nên máu mỏi. Thì gần hết giờ rồi. Thầy nữa. Béo quá vậy, mụn béo thì ngon nè. Nặng đi ngon lắm nè.
Thả miệng ra. Đục miếng này.